Có chuyện gì vậy mọi người? Tôi là Ellie. Và chúng tôi trở lại với một tập khác của Game 3. Đánh giá từ Game 3. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi và đánh giá một dự án và trò chơi đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ tiền điện tử cộng đồng gần đây. Đó là tiền điện tử không gian. Đó chỉ là phiên bản TCL cách đây vài ngày. Và tôi thật may mắn khi trở thành một trong 4 TCL của trò chơi không còn nữa. Hãy bắt đầu ngay vào nó. Vì vậy ngay bây giờ tôi đang ở trò chơi chính Dashi. Và nếu bạn không biết về dự án này là gì, bạn có thể tham khảo video trước của chúng tôi về Shiba. Đánh giá dự án Crypto. Tôi đã thực hiện một số chi tiết và phân tích thực sự sâu sắc. Vì vậy bạn có thể xem video đó trước khi chuyển sang cái này. Nếu các bạn sau này có cơ hội chơi trò chơi, bạn sẽ cần kết nối ví của mình như thế này, kết nối với ví MetaMask và có một số bài kiểm tra BNB trong đó. Bạn không biết lấy BNB ở đâu, bạn có thể vào trang web này và càng nhiều thực thi và nhập địa chỉ của bạn như thế này và cho tôi đậu và nó sẽ tự động gửi một hạt đậu cho. Vì vậy nó không thể giao dịch để lấy tiền, nó chỉ dành cho ra thử nghiệm và bây giờ mọi thứ đã hoàn thành. Chúng ta hãy bắt đầu trò chơi, tôi rất phấn khích. Vì vậy ngay bây giờ tôi đang ở khu vực sảnh người đàn ông. Tôi có một số tàu vũ trụ ở đây. Tôi đã mua một số trước đây. Và trong trò chơi, bạn sẽ cần mua một số hộp bên cạnh để mở một số tàu vũ trụ để bạn có thể tham gia vào trò chơi trong tất cả các cuộc chiến. Như bạn có thể thấy ở đây một số hộp bên cạnh. Khi bạn mở chiếc hộp này, bạn sẽ nhận được một con tàu vũ trụ với xác suất giảm mà bạn có thể thấy ở đây trên màn hình. Gen hộp Venusacy đầu tiên vẫn ổn và 10. Tôi khuyên bạn nên chọn 10 hộp Genasushi, bởi vì nó sẽ cho bạn có cơ hội cao hơn để nhận được những con tàu vũ trụ có độ hiếm cao hơn. Vì vậy hãy để tôi thử một. Và bây giờ hãy mở nó ra. Nó mở lên đến 10 tàu vũ trụ. Và bây giờ đây là của tôi. Tất cả 10 con tàu vũ trụ của tôi mở từ hộp Genasushi. Và thật không may khi có 2 siêu hiếm ở đây. Nhưng may mắn thay, tôi nghĩ bạn phải mở rất nhiều trong số chúng để có một vở nhạc kịch hoặc huyền thoại. Những con tàu vũ trụ này là thực thể. Và tôi nghĩ trong trận đấu cuối cùng, họ sẽ giới hạn số lượng trùng Genasushi để giá trị rộng không bị giảm đi. Chúng tôi cũng có một hệ thống năng lượng khác ở đây. Bộ sạc cơ bản anh ấy cũng đọc quan trọng. Bởi vì bạn cần trang bị cho tàu vũ trụ của mình và tăng tốc độ tải lại. Bởi vì mọi con tàu vũ trụ đều có một lượng đạn hạn chế, như bạn có thể thấy ở đây. Và họ không thể tham gia lại trận chiến. Và chúng ta phải đợi đạn đến đầy đủ. Và vịnh này chúng tôi buộc chặt quá trình này. Vì vậy bạn có thể có nhiều chai hơn trong ngày và kiếm nhiều tiền hơn. Để tôi thử một cái. Bây giờ tôi có một cơ sở ở đây và tôi có thể thêm một số cơ sở như thế này. Và nó sẽ làm tăng lượng đạn nạp lại của tôi. Sau đó nếu bạn cân nhắc điều này trong này và tốc độ tải lại sẽ được triển khai trong 1 phút. Không có căn cứ khi ở trong này, nó khoảng 2 viên đạn 1 phút. Rất nhanh phải không? Vì vậy nó thực sự quan trọng và bạn sẽ cần nó để tăng phần thưởng của bạn mỗi ngày. Và NPC có nhiều mẹ hơn. Và cho 1 sao và cho 2 sao beta trung bình. Có 2 ngôi sao 1 và cuối cùng là gamer. Và ngôi sao KM gamer cao nhất mà chúng tôi cung cấp tốc độ phục hồi đạn cao nhất. Và vâng, chắc chắn là đắt nhất, có giá lên đến 6.600 CP. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sửa chữa đủ. Hãy vào ngay chiến trường $5. Đi nào. Ô, tôi nghĩ cái này trông thực sự tuyệt vời. Và nếu bạn không biết chương trình bằng tiền điện tử,
đó có phải là tàu vũ trụ của bạn không? Chúng tôi tự động tấn công tàu vũ trụ của kẻ thù. Nhưng bạn có thể thấy ở đây, tôi không kiểm soát bất cứ điều gì và khi phá hủy nó, bạn sẽ nhận được một số CP nếu bạn may mắn. Bạn có thể nhận được rất nhiều CP và... chúng ta sẽ đi đến những con đường khác. Và chúng tôi lặp lại điều tương tự với nhiều cách khác sau đó. Đó là tất cả các trò chơi chỉ thực sự đơn giản. Bạn cũng có thể nhấp vào và bắt đầu bắn vào chúng. Hoặc chỉ để họ bắn vào họ. Đối với bạn là biểu tượng đó giống như một hệ thống nhàn rỗi. Những gì tôi thực sự thích về trò chơi ngay bây giờ, đó là thiết kế trong nền. Thành thật mà nói thì hoạt hình khá tốt. Cái này trông thực sự tuyệt vời và thực sự hấp dẫn để xem. Nhưng là một game thủ, tôi không phải là một fan hâm mộ của điều này. Tôi không làm gì cả, điều đó khá nhàm chán đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với những người bận rộn và chỉ muốn kiếm tiền không chơi nhiều. Vì vậy năm nay là hoàn hảo cho bạn. Và tôi cũng nghĩ trò chơi này, chúng tôi có một tokenami tốt cho những người chơi kiếm được. Vì họ có một cuộc chiến cố vấn tốt. Và một trong số họ là người tạo ra Bunker Zito, mà bạn sở hữu thành công nhất sau này trong trò chơi trong ngành. Tôi đã bỏ lỡ Bunker Zito và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bỏ lỡ điều này. Hãy xem liệu tàu vũ trụ của chúng ta có thể xảy ra không. Hãy kết thúc nó ngay tại đây, đó là những gì khá thú vị. Và khi hết đạn, bạn sẽ phải quay trở lại sảnh chính của tàu vũ trụ của bạn để phục hồi. Chiến đấu đến cổ nhớ. Mua một số căn cứ để tăng tốc thời gian phục hồi. Như thế này. Tôi nghĩ đó là tất cả cho video hôm nay của chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng nó có thể cung cấp cho bạn cái cơ chế chơi trò chơi CBC Cơ Jun. Và bạn có thể mong đợi điều gì khi chơi trò chơi này để kiếm tiền nếu bạn thích video này. Hãy cân nhắc, nhấn thích và đăng ký để biết thêm vị trí xung quanh nội dung. Và cũng theo dõi kênh Twitter và Telegram của chúng tôi. Vì chúng tôi có rất nhiều xe hơi và cái nhìn sâu sắc ở đó. Nhân tiện tôi là Ellie từ Game 3. Và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Tạm biệt.